Được chưa? Bây giờ mình xin giới thiệu các bạn là cách chơi cái Popit Game này nhé. Ở đây trên màn mà điều khiển này thì có ba cái nút bấm. Thứ nhất là volume, thứ nước nguồn và thứ hai là có nút chế độ này. Ở đây là có bốn chế độ này. Chế độ đầu tiên là chế độ chơi tính chơi chơi bấm đuổi này. Chế độ thứ hai là chế độ ghi nhớ và chế độ thứ ba là chế độ tính điểm. Còn chế độ cuối cùng là chế độ nhiều người chơi này, chơi thi đấu với nhau này. Đây mình bấm này. Đây mới bật lên thì đương nhiên là cái này nó sẽ mặc định là chế độ chơi bấm đuổi này. Thì đây là mình chuyển sang chế độ thứ hai là chế độ ghi nhớ này. Thì nó sẽ đây là memory mode này. Nó nói là đây chế độ thứ hai là ghi nhớ này. Chế độ này là chế độ tính điểm này. Và đây là chế độ cuối cùng là chế độ hai người chơi, tức là hai máy này cùng chơi thì cùng chọn cái chế độ này để chơi với cả nhau. Đấy, bây giờ mình quay lại cái chế độ đầu tiên là chế độ bấm đuổi này. Mình xác nhận chơi thì mình đẩy cái tay ở dưới lên cái phần này. Đây. Đẩy lên. Đẩy lên. Như này là mình qua một level của cái đấy. Đấy, bây giờ là sang bước thứ hai thì hai cái đèn đỏ nó nháy. Nếu mà sang bước thứ ba thì sẽ là ba cái đèn nhỏ nháy. Sang bước thứ tư thì sẽ là bốn cái đèn đỏ nháy. Đấy, bây giờ mình chỉ mô tả thử thôi. Vậy mình chuyển sang chơi chế độ thứ hai là chế độ ghi nhớ. Chế độ ghi nhớ thì mình đây mình chỉnh sang đây là nó sẽ hiện lên cái đèn đỏ ở nút ở giữa này. Đấy, giờ mình xác nhận chơi thì mình sẽ đẩy cái tay này lên. Thứ nhất là bây giờ cái đèn đỏ nó sẽ hiện lên ở hai nơi mà mình phải ghi nhớ. Thứ nhất là đèn đỏ nó vừa hiện đây rồi, một cái ở đây thì mình sẽ bấm cái này trước, bấm cái này sau, ấn lên qua một level, một cái, hai cái, mình lại bấm tiếp. Đấy. Một cái này, hai cái thì mình sẽ bấm vào đây, bấm vào đây. Một này, hai này. Đấy. Đấy. Mình cứ chơi này về sau, càng về sau mức các mức độ nó sẽ càng khó hơn. Đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mức độ cái cho cái cách chơi thứ ba, đó là cách chơi tính điểm. Mình sẽ chuyển. Đấy. Chuyển sang cái nút này là cách chơi thứ ba. Mình xác nhận nhá. Xác nhận. Đấy. Giờ rất nhanh. Khá là mỏi tay đấy. Đấy, thôi bây giờ mình chuyển sang cái chế độ đây, mình chơi thử cho các bạn biết thôi. Còn đây chế độ thứ tư là chế độ chơi hai máy với cả nhau. Ví dụ đây nha, mình sẽ bấm. Nếu mà cùng bấm cái này thì cái máy này nó sẽ hiện lên cái đèn đỏ ở đây và hai bên cùng xác nhận để chơi với cả nhau. Thì nó sẽ ấy này, sẽ cùng bấm. Ai mà thua thì nó sẽ bị ấy. Ví dụ như là người nào thua này, mình bấm. Mình cố tình bấm sai, đấy là thua. Nhạc như đấy là thua nhá. Thôi đây mình hướng dẫn các bạn như vậy rồi.